Tập 27. Cậu thanh niên đẹp trai quá, cậu đã kết hôn chưa vậy? Vẫn chưa à? Nhà tôi có một đứa cháu gái tốt nghiệp đại học rồi, vẫn chưa có người yêu. Tôi nói chị già này, chị già, người ta đẹp trai như vậy có thể để mắt đến cháu gái của bà hay sao? Đủ rồi đấy, chúng ta đến đây để học, không phải trung tâm mai mối đâu. Mau ngồi xuống đi. Thầy giáo trẻ à, chúng ta vào học thôi. Dần. Vậy thì các ông, các bà, chúng ta vào bài học luôn nha. Tiết học của chúng ta chia thành tổng cộng 4 phần: lịch sử phát triển của điện thoại thông minh, chức năng chính của điện thoại thông minh, các thao tác cơ bản của điện thoại thông minh, ứng dụng thực tế của điện thoại thông minh. Hôm nay chúng ta học tiết đầu tiên, phần 1, lịch sử phát triển của điện thoại thông minh. Chiếc điện thoại thông minh đầu tiên được thế giới công nhận tên là IBM Simon, ra đời vào năm 1993. Nó được IBM và công ty Bell Sound hợp tác sản xuất, về sau được coi là sự trỗi dậy của công nghệ mới nổi. Thế nào ạ? Tập trung nghe giảng. Đang trong tiết học. Thiếu Lan, không cần ghi chép cực quá đâu. Điện thoại của tôi để ở dưới gầm bàn trên bục giảng đó, ghi âm rồi. Thầy giáo trẻ à, tôi cắt ngang một chút nha. Ông nói đi ạ. Mấy ông già bà già chúng tôi cộng lại với nhau hơn 2.000 tuổi rồi. Phần lịch sử thì cậu không cần phải giảng, cậu cứ giảng luôn vào phần thực tế sử dụng đi. Đúng rồi. Cậu nói xem, nộp phí nộp thế nào đây? Đúng rồi, phải làm thực tế chứ, chỉ nói miệng thôi. Cậu thanh niên, cậu làm tôi thất vọng quá đó. Giảng cái gì không biết. Nghe tôi. Đồng chí Tiểu Lý, cậu xem tất cả chúng tôi, cậu giải thích rõ xem gọi xe như thế nào. Mọi người đều đã biết ứng dụng gọi xe Didi vô cùng thuận tiện. Đúng rồi, đi lại cũng rất tự do, có nhiều sự lựa chọn. Bây giờ cháu dạy cho mọi người dùng nha. Mọi người nhìn nhé. Được, trước tiên mọi người tải ứng dụng gọi xe Didi. Sau khi nhấp vào, góc phía trên bên trái, dưới này có phần cài đặt. Cài đặt, nhấp thêm một cái, có chế độ quan tâm. Ông muốn đi đâu, nhấp vào là được rồi. Hoặc là ông nhập, người thường xuyên liên lạc vào cũng được, được hết. Ông biết rồi chứ, chúng tôi cũng không biết. Nghe nói vì những lão của cậu mới có một anh đẹp trai đến hả? Sao chuyện gì cậu cũng biết thế? Ảnh đâu rồi? Được đấy chứ, tặng cậu đấy. Không cần, cậu tự giữ mà dùng đi. Bên trái là quả tam sản, bên phải là trai đẹp, xịn mà. Cảnh tượng đó đẹp biết bao. Chỉ cần có mặt quả tam sản thì cảnh tượng nào cũng không đẹp nổi. Anh ta bắt nạt cậu à, dạo này phát bực, suốt ngày lượn lờ trước mặt. Chờ một chút, cậu như thế được gọi là khoe người yêu trá hình đó, cậu biết không? Cơm chó này mình không ăn đâu, mình khoe người yêu làm gì? Dạo này mình phiền não thật, công việc chẳng có tích cực chút nào, ngày nào cũng nước đục thả câu, ngày nào cũng như bóp kem đánh răng vậy đó. Đúng là đá phát nào động phát đấy. Hôm nay trong giờ làm là nghịch điện thoại, cậu nói xem có bực mình hay không? Nghịch điện thoại hả? Nghịch điện thoại nữa chứ, mình thấy cậu có mà không biết đủ. Đợt trước vì cái bà y gì đó mà ghen tuông nhớ dẫn, bây giờ người ta rút ra rồi, thiên hạ vừa mới thái bình thì còn lại bới móc đủ kiểu. Có gì mà bới móc chứ, vì những lão của cậu cả trên lẫn dưới, cả đống nhân viên, chẳng có ai nước đục thả câu trong giờ làm, chỉ mỗi quá tam sản thôi hay sao? Là từ anh ấy luôn miệng nói phải coi vị những lão là sự nghiệp. Anh ta coi vị những lão là sự nghiệp hay sao? Có mà coi cậu là sự nghiệp thì có. Anh ấy đến vị những lão không phải là để ở bên cậu chắc? Đó gọi là bầu bạn. Bầu bạn là lời tỏ tình sâu sắc nhất. Cậu có hiểu hay không vậy? Tóm lại, nếu như anh ấy mà không sửa cái tật xấu đó đi, thì bầu bạn chính là thời hạn thi hành án dài nhất. Đằng nào bây giờ, chuyên gia tình yêu cũng nói rồi, do nhịp sống thời này khá nhanh. Trước kia thì là chán nhau sau 7 năm, bây giờ thì chỉ cần 1 năm thôi. Hơn nữa, cũng không phải là kết hôn 1 năm, là hẹn hò 1 năm. Biểu hiện rõ rệt nhất là thấy đối phương chướng mắt. Rồi sao? Thì thay người khác thôi. Dù sao chi phí yêu đương thời này cũng thấp như vậy. Chuyên gia nào vậy? Nghe chẳng đáng tin gì cả. Bản chuyên gia. Trong con thuyền có chứa khoang trên mặt biển, bốn bề là mặt biển mênh mông, không có bờ bến, là tiếng gió rít và sóng biển vui tai. Sóng biển dữ dội mà ngạo mạn. Có lẽ một là cô đơn,
là con thuyền đơn độc. Có lẽ một con thuyền đơn độc trôi nổi trên mặt biển sóng dập dềnh. Nó buồn ngủ rồi à? Không phải đâu, cứ đến trưa là tôi buồn ngủ thôi. Cô đừng có buồn ngủ nữa, đừng buồn ngủ mà, phần sau còn đặc sắc hơn nữa. Cô cố một chút, tôi đọc cho cô nghe nha. Thiếu Lan, nó, Thiếu Lan à, cô ở đây thật à? Tại sao cô lại trèo lên cao thế này? Cô muốn ăn dâu, tôi kiếm được cho cô rồi nè. Làm phiền anh quá, tôi ra chợ hoa quả mua cho cô đấy. Đây là dâu của Tam Á Hải Nam, cô thử đi. Vậy để tôi đi lấy chậu rửa nha. Tôi rửa rồi. Nào nào nào, cùng qua ăn chung luôn đi. Tôi không thích ăn. Tam Sản à, có cần giúp hay không? Có chuyện gì nói luôn đi. Cô Thiếu Lan này gần đây không có hứng thú với thơ của ông đọc cho lắm, lại càng lúc càng thân với lão bất cao hơn kia. Thế ông Cát thì làm gì ạ? Thì ông ấy chỉ mua ít hoa quả, mua ít điểm tâm với vài bó hoa dớ dẫn thôi. Vậy còn ông? Ông đọc thơ đó. Cuộc sống này không chỉ ăn món ăn tinh thần được, không thể chỉ có phong hoa tuyết nguyệt, phải có cơm áo gạo tiền, ông có biết không? Như bạn đời ông trước kia chỉ thích ông tìm thơ đọc cho bãi. Cũng phải mang một đống thức ăn về, nhà có nát đến mấy cũng rất. Vậy cháu nói xem ông nên tặng cái gì đây? Bà Thiếu Lan có gì đặc biệt hay không? Đặc biệt hả? Cô ấy đặc biệt rất, rất là xinh đẹp đó. Ai hỏi ông cái đó? Những lúc trời mưa ẩm ướt, liệu bà ấy có bị đau khớp hay là cái gì đó hay không? Có sao? Ông hỏi ai vậy? Chắc còn nhìn thấy rồi. Ông không nhìn thấy à? Khả năng quan sát của ông thế này không ổn đâu. Vậy mà cũng không nhìn ra. Ông nhớ ra rồi. Cái đó mới là then chốt đó. Chi tiết nhỏ thôi. Ông hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Thế thì ông hiểu rồi, hiểu cái gì chứ? Đầu khuỷu tay, đẩy ấn. Phải thế này, ấn lên người bệnh nhân. Dùng mặt ngoài khuỷu tay để ấn, không được dùng mặt trong. Lực của mặt trong cánh tay quá lớn. Phần mặt trong cánh tay phải thả lỏng một chút, không được dùng sức. Được rồi. Tiếp theo, chúng ta tìm vị trí của xương cổ. Tay để ở hai bên, từ xương cổ kéo xuống. Đây là xương cổ. Hai bên xương cổ kéo xuống lưng. Ấn nhẹ phần lưng. Nhẹ nhàng thôi. Cứ như vậy, đừng quá mạnh tay. Lưng kéo xuống hai điểm dùng mông. Đây là mông. Hai huyệt ở mông nhất định phải khai thông. Khai thông. Được rồi, được rồi. Sau đó thì đến eo. Đây là eo. Dùng đầu khuỷu tay giữ hai bên thắt lưng, ấn xuống dùng eo. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Cứ như vậy là được rồi. Chào ông, bác xa à, ông có quen dùng chuyên viên nào không? Không phải, mấy người chỗ này có tuyển học viên không? Cái này thì phải hỏi ông chủ rồi. Nhưng hôm nay ông ấy không có ở đây. Vậy có chuyên viên mát xa không? Ông ơi, ông khó chịu chỗ nào à? Những ngày trời mưa bị đau đầu gối. Dân, cháu bóp chân cho ông nhé. Ông à, ông ít đi massage lắm đúng không? Ừ, phải xuyên đến vào. Chỗ này của ông khí huyết không thông đâu, cho nên cứ chạm vào là đau thôi.
Đến bà cụ còn chịu tốt hơn ông đấy. Cô làm sao vậy? Sức khỏe của tôi càng lúc càng tệ đi rồi. Bác sĩ cũng nói tôi bị loãng xương rồi. Anh xem, cứ hễ trời mưa là đầu gối của tôi lại đau. Đau đi không nổi luôn. Từ từ, từ từ. Đau chỗ nào? Từ từ thôi. Đau chỗ nào chứ? Để tôi massage cho. Massage? Ông biết massage không? Tổ truyền. Nào nào, đau ở đâu? Ôi, đầu gối, từ từ thôi. Đi đi, chậm chậm, chậm chậm thôi. Ngồi đi, ngồi xuống. Chân nào vậy? Được, nào, cởi giày ra. Cởi giày ra, cởi giày ra. Cởi giày ra. Gác lên đây, gác lên đây. Cảm giác thế nào rồi? Hơi mỏi một chút. Còn hơi tê. Vừa mỏi vừa tê, khó chịu như vậy. Ông làm cái kiểu gì vậy? Ông chậm chậm thôi, đừng có ấn nữa. Cũng khá hiệu quả đấy. Ông này thì hiểu cái gì chứ? Đó gọi là đau thì không thông, thông thì không đau. Ông nói tôi không biết cái gì chứ? Không giấu gì ông, cái trò bấm huyệt massage này tôi từng học thầy nghiêm túc đấy. Cô Thiếu Lan, cô cảm nhận thử tay nghề của tôi thế nào nha. Có mưa thật rồi kìa. Cái bệnh thấp khớp của tôi đuổi kịp dự báo thời tiết thật rồi đó. Sau này không cần phải lo nữa, tìm tôi. Ghê thiệt đó. Ông cứ nắng bừa bóp bừa, như tôi mới là tay nghề chính thống đây này. Thiếu Lan à, cô cảm nhận thử tay nghề của tôi thế nào nha. Ông xem thủ pháp thế này, đây gọi là nắng, gọi là lăn. Còn như ông là ấn bừa thôi. Ông xem, tôi là thủ pháp chuyên nghiệp. Gãy xương cũng không nghiêm trọng lắm. Có điều bệnh nhân khá cao tuổi, còn bị loãng xương nữa, phục hồi sẽ hơi phiền toái. Gãy xương, bọn họ chỉ tẩm quất thôi mà, làm sao mà gãy xương được? Nhiều trường hợp tẩm quất gãy xương lắm, chủ yếu là do không chuyên nghiệp, tìm huyệt không chuẩn. Chỉ ấn lên xương, có thể không gãy xương sao? Cháu đã nói gì chứ? Hôm trước cháu đã nói gì với hai ông? Quậy phá gì chứ? Cạnh tranh gì chứ? Chuyện này đều tại ông hết. Nghe nói bây giờ ông còn học cả massage rồi hay sao? Còn chạy đến tận phòng người ta thực tập cho người ta nữa hả? Nói, là ai đầu têu? Không có ai đầu têu hết. Là tự ông nghĩ ra, không liên quan đến người khác. Ông cũng tình nghĩa thật đó. Trở về cháu sẽ xử lý cho coi. Đi xin lỗi người ta đi. Đằng này. Chị đi thông thả hả? Đi cẩn thận. Đi cẩn thận nha. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt chị. Chuyện gì mà phải lên tận đây để nói chứ? Có những ai? Cháu gọi họ ra đây đi. Còn chẳng có ai nữa. Tiểu muội à, cháu mở cửa ra. Cháu tránh ra. Cháu. Được rồi, được rồi. Có chuyện gì thì cháu nói với ông đi. Nói đi. Ngồi đi. Ông không có ngồi. Ngồi xuống đi. Ông không ngồi. Ngồi đi. Ông không ngồi. Vậy được, ông không ngồi. Cháu cũng không ngồi. Hôm nay cháu mời hai ông đến đây thì chúng ta cũng đều hiểu rõ với nhau. Nếu còn tiếp tục gây rối thế này, để cả viện cười cho à? Đều là người thâm niên trong viện rồi, có cần phải thế hay không? Có suy nghĩ gì thì nói ra luôn đi. Ai tỏ thái độ trước? Nói cho biết đi. Được. Ông chấp nhận hòa giải đó. Chỉ cần ông ta nhận lỗi với ông trước. Dựa vào cái gì chứ? Vụ này nếu không tại ông xen vào phá đám thì làm sao xảy ra rắc rối lớn như vậy hả? Tôi phá đám, tôi cũng đâu có làm gãy chân người ta. Cháu thấy có phải không? Diện đứng dịp, tại sao bà ấy lại phải đi chứ? Chẳng phải vì không muốn gặp ông mới bỏ chạy chắc? Ông đừng có nói lung tung. Tôi nói lung tung thế nào? Người ta đi là do con gái người ta sắp xếp, không liên quan đến tôi. Tôi cũng có ý tốt thôi mà, sao lại đổ hết cho tôi? Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Có phải là ông làm gãy chân người ta hay không? Thấy chưa?
cứng họng rồi chứ gì. Thôi được rồi, được rồi, mỗi người nói bớt một câu đi. Ngày hôm nay nếu như bà của cháu mà ở đây, nhìn thấy hai ông vì một bà lão mà thành ra như vậy, ông nói xem bà cháu sẽ nghĩ thế nào chứ, có phải không nào? Hai ông đã từng tuổi này rồi, cộng lại cũng hơn một thế kỷ rồi đó, có cần phải thế hay không? Chín chắn một chút đi mà. Cháu đừng có mãi nói bọn ông, chính cháu yêu đương còn chưa đâu vào đâu kìa. Cháu yêu đương hồi nào? Cháu với Tầm Sản thế nào rồi? Liên quan đến hai ông hay sao? Hai ông quản được hay sao? Cứ lo thân mình đi đã. Ông nói xem, cháu thấy cũng lạ lắm, kiểu như ông Hầu suốt ngày làm mấy trò nhớ dẫn. Năm xưa bạn đời của ông ấy chịu đựng ông ấy kiểu gì chứ? Đúng rồi, sao lại nhớ dẫn như vậy? Ông với bạn đời ông là tình yêu, tình yêu đó. Tại sao tôi chưa từng nghe ông kể về tình yêu giữa ông với bạn đời của ông vậy? Có sao? Từng kể sao? Hồi đó chúng tôi được giới thiệu. Tôi lo tôi phải tìm một người chênh nhau về trình độ văn hóa, cuộc sống sau này sẽ biết phải làm sao. Cho nên tôi rất ngưỡng mộ thanh niên bây giờ có thể yêu đương tự do, thích yêu bao lâu thì yêu bấy lâu. Không ngờ kết hôn rồi tôi mới phát hiện ra cô ấy cũng đam mê văn học giống như tôi. Số sách cô ấy từng đọc còn nhiều hơn tôi nữa. Chúng tôi cùng nhau đọc thơ, nghe nhạc, cuộc sống trở nên thú vị đặc sắc. Về sau con gái kết hôn, lấy chồng xa, một năm chỉ gặp được có vài lần, chỉ còn lại hai vợ chồng già chúng tôi mà thôi. Tôi bèn nghĩ bụng, phen này có thể hoàn thành giao hẹn của chúng tôi lúc còn trẻ rồi, tính cùng nhau đi du lịch, ngắm nhìn non sông tươi đẹp. Nhưng người bạn đời của tôi lại không chịu đi, vô cùng quái lạ. Lúc đó tôi còn chưa biết sức khỏe của bà ấy đã không ổn nữa rồi. Trước khi bà ấy mất, cứ dặn đi dặn lại tôi nhất định phải trân trọng, sống vui vẻ từng ngày. Bà ấy còn dặn tôi sau khi bà ấy đi, tôi hãy tìm một người bạn đời có tiếng nói chung, đi khắp non sông tươi đẹp của Tổ quốc. Cuối cùng cháu cũng hiểu ra rồi, đây chính là câu chuyện giữa Gia Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc. Thì đúng thế còn gì, cháu nói xem. Ông xem bà Trương cũng không phải mẫu người Lâm Đại Ngọc, vẫn quên mất bạn đời rồi. Hai người biết không, lúc Thiếu Lan cười lên gần giống như bạn đời của tôi ngày xưa vậy đó. Cô Diệp à, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Anh ngồi đi. Cảm ơn cô Diệp. Là thế này, tôi cảm giác mọi người đều không thích nghe tôi giảng cho lắm. Một số người không nghiêm túc, làm việc riêng trong giờ học. Còn một số người khác thì vô cùng nghiêm túc, nhưng tôi giảng cái gì cũng quên ngay. Người cao tuổi là như vậy đó, già nhỏ mà. Bây giờ họ cũng như trẻ con vậy, kiên nhẫn một chút là ổn thôi. Chuyện này thì tôi cũng chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng mà vẫn hơi sốc một chút. Đôi khi còn nghi ngờ liệu có phải năng lực của mình có vấn đề gì hay không nữa. Anh đừng có mà nghĩ như vậy, dù sao anh cũng tốt nghiệp chuyên ngành máy tính trường điểm mà. Đây là chuyên môn của anh mà. Vậy thì chắc là khoảng cách thế hệ rồi. Tôi cảm thấy tôi giao tiếp với người cao tuổi vẫn có trở ngại nhất định. Cô xem chúng ta cũng tầm tầm tuổi nhau, thường ngày cô trao đổi với người cao tuổi thế nào vậy? Tôi cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này nữa. Trong khoảng thời gian ở đây, tôi thật sự càng lúc càng khâm phục cô. Môi trường như vậy, bao nhiêu vấn đề rối rắm, cô khắc phục được bằng cách nào vậy? Nếu nhất định phải nói có bí quyết gì, thì tôi nghĩ là chân thành, kiên nhẫn. Ông Hầu à,
Nếu chính bạn đời của ông cũng nói ông nên tìm một người, thì ông cũng đừng phụ lòng bà ấy chứ. Đến trung tâm chính quy tìm thử xem, xem có ai tâm đầu ý hợp với ông hay không. Phấn chấn tinh thần nào, phấn chấn tinh thần nào, phấn chấn tinh thần nào. Đang làm đó, Tiểu Lý à. Phấn chấn tinh thần nào, bọn Lý à. Có mỗi chúng ta không phấn chấn tinh thần được đâu. Phiến diện quá rồi đó. Hai người chúng ta chính là tinh anh trong nghề. Không có số tiền nào chúng ta không kiếm được hết. Tiền ở đâu ra? Mối ở đâu ra? Mối thì sớm muộn gì cũng có thôi. Chỉ cần chúng ta cùng nhau nỗ lực, cùng nhau cố gắng. Cố lên, cố lên. Tiểu Lý, hoan nghênh, hoan nghênh. Chào ông, ông đến tìm bạn đời hay sao? Tôi xem tí thôi à. Phạm trà ngon dùm đi, nhanh lên. Tôi đi. Ông à, hôm nay ông có thể bước vào đây thì chứng tỏ ông rất có mắt nhìn rồi. Chỗ chúng cháu chuyên quan tâm đến sức khỏe tinh thần của người cao tuổi và hạnh phúc hôn nhân của họ, là con ngựa đầu đàn trong ngành. Chỗ của cậu hoạt động bao lâu rồi? Chúng cháu hoạt động chưa đến nửa năm thưa ông. Ông à, mặc dù thời gian ngắn nhưng mà chúng cháu rất là chuyên nghiệp. Những bà lão độc thân hơn 20 dặm quanh đây, chúng cháu đều có thông tin hết. Có ai ở tỉnh khác hay không? Nước ngoài còn có mà. Ông có nhu cầu không ạ? Nước ngoài thì thôi, không tiện giao lưu với nhau lắm. Ông à, xin mời ông dùng trà, lá trà thượng hạng đó. Tư liệu đi, nhanh lên. Có ngay. Chúng cháu sẽ dựa theo nhan sắc, tuổi tác, sức khỏe của các bà để phân chia. Mấy mục nấu nướng nội trợ, cầm kỳ thi họa, dùng làm mục để cộng điểm thôi. Tóm lại, nguồn VIP là chất lượng nhất. Ông cứ xem qua đi. Ông đúng là không ngồi yên được. Ông đến trung tâm môi giới tìm thật đấy hả? Ừ. Người ta, chỗ người ta là trung tâm giới thiệu hôn nhân, chuyên nghiệp thâm niên. Tôi nói cho ông nghe này, bất cao hơn. Tối qua, bạn đời của tôi lại càm ràm với tôi trong mơ. Nói bà ấy đã đi bao nhiêu năm rồi. Tại sao mà tôi vẫn chưa kiếm người khác, một thân một mình, bà ấy không yên tâm được. Tôi thấy ông bị vấn đề tâm lý đó. Ông cứ suốt ngày rảnh là lại chăm tìm bạn đời, cứ như vậy, bảo đến trung tâm tìm, không đơn giản như vậy đâu. Không được đâu. Tại sao lại không đơn giản chứ? Trước kia tôi mơ thấy bạn đời của tôi, bà ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Thế mà tối hôm qua nói liên tục 3 lần với tôi. Ông tẩu hỏa nhập ma thì có. Ông cẩn thận túi tiền của ông đi, kẻo lại mất cả người lẫn tiền cho mà coi. Thiệt tình à. Uống nhiều vào. Tôi uống ít hay nhiều cũng tốt hơn ông. Tối ngày chăm đi tìm bạn đời của mình. Ngụm to vào. Ông ơi, lại gặp nhau rồi. Quản lý à, đi làm việc hả? Vâng. Cháu vừa dự đám cưới của một cặp vợ chồng già xong. Chia cho ông ít kẹo đi nè. Kẹo mừng đó, lấy đi mây. Cậu hợp tác hay sao? Chứ sao ạ? Hai người hợp cả lắm. Bây giờ sống vô cùng hạnh phúc với nhau. Cậu nói xem, VIP ở chỗ cậu bây giờ còn suất nào hay không chứ? Dạ xong rồi. Ông thanh toán bằng gì ạ? Tiền mặt hay là quẹt thẻ vậy ông? Quét mã. Ông đúng là biết cách chơi. Người cao tuổi biết dùng điện thoại thông minh, thành thạo như ông quá là hiếm luôn đó. Tôi hay sao? Bình thường tôi hay thích mày mò mấy thứ mới mẻ, dùng rõ tiện. Cậu xem. Được rồi, riêng với khả năng tiến cùng thời đại của ông, cháu nhất định phải giới thiệu cho ông một người bạn đời thông minh mới được. Thật sự luôn đó. Trời ơi, thông minh hay không không có quan trọng. Quan trọng là phải có tiếng nói chung với nhau. Chỗ của bọn cháu có nhiều sự lựa chọn lắm. Ông muốn xem thông tin rồi tự chọn, hay là bọn cháu giới thiệu cho ông? Tôi tin tưởng dân chuyên nghiệp các cậu thôi. Các cậu giới thiệu cho tôi đi. Không thành vấn đề. Nấu ăn, nhảy quảng trường. Sao mà trong đây có nhiều người thích nhảy quảng trường quá vậy? Bây giờ là thịnh hành đó. Vừa rèn luyện sức khỏe, vừa mở rộng quan hệ.
môn thể thao phù hợp nhất với người cao tuổi đó ông. Không được không được, tôi không chịu nổi tiếng loa ầm ĩ đâu. Người này là thích đi bộ, là thi đi bộ theo đôi à? Toàn dân rèn luyện thể thao tốt cho sức khỏe mà ông. Không được, đầu gối của tôi yếu lắm. Cậu xem. Vậy ông xem thử bà này đi. Tranh sơn dầu, nghệ thuật trà, đùi thú cưng. Người này được này. Mẹ cháu dắt cháu đi dạo rồi, sẽ đến ngay thôi. Không vội không vội đâu. Thật ngại quá, cháu xem mới gặp nhau lần đầu, đã hẹn ở ngay gần nhà hai người rồi. Không sao đâu. Cháu rất là ủng hộ mẹ cháu, kiếm thêm người bạn đời mà. Hai người... hai người sống với nhau hay sao? Căn nhà ở trên tầng, mẹ của cháu ở một mình à? Cháu với chồng của cháu có một căn khác ở tòa nhà phía trước. Cháu cũng chỉ lâu lâu mới về giúp cho mẹ cháu dắt cháu đi dạo thôi. Con gái, mẹ về rồi, sống riêng à, không ảnh hưởng nhau. Con gái à, không được không được, nó không cắn đâu, không được không được. Không sao đâu mà, không được không được, không sao đâu. Chị xem, giữ chặt một chút, mệt chết mất. Rốt cuộc là dắt chó đi dạo hay là dắt người đi dạo vậy? Mệt chết đi được. Anh chịu khó một chút đi, đây này. Bà, hôm nay tôi đã gặp mấy người đó. Tôi cũng rất cố gắng rồi, nhưng mà vẫn không giống như bà. Bất Cầu Hưng, tôi bảo ông này, ông chưa bao giờ gặp người nào thích chó như vậy đâu. Thế người thì thế nào chứ? Liệu hai người có tiếng nói chung hay không? Lấy đâu ra tiếng nói chung chứ? Chỉ riêng lũ chó đó tôi đã không hầu nổi rồi. Nào là tắm rửa, dắt đi dạo, hành tôi ra bả luôn đó. Thế ông không tìm trung tâm môi giới kia tính sổ hay sao? Tìm rồi, người ta nói người là do ông tự tìm. Yêu cầu và điều kiện ông nêu ra chưa đủ kỹ. Đúng rồi, tôi liệt kê một bảng, viết hết những gì có thể nghĩ ra được. Phải rồi. Ngoại hình chấp nhận được, không được xấu. Tính tình hướng ngoại, có văn hóa, thích đọc sách. Ông ơi, đây là tôi suy nghĩ lại rồi. Trước kia không tìm được người thích hợp, có thể là do yêu cầu của tôi nêu ra vẫn chưa đủ kỹ. Tôi đã suy đi nghĩ lại rất lâu. Tôi viết hết yêu cầu của mình nêu ra. Mấy người xem cho kỹ đi, cứ tìm dựa trên cái này. Như vậy là được rồi. Ông à, với tiêu chuẩn này của ông là phải thêm ít tiền cho chúng con đó. Tại sao vậy? 47 một lận đó. Ông à, thế này không phải là tìm bạn đời đâu. Ông đang tìm nữ thần. Khó lắm sao? Ông thấy sao chứ? Tôi viết cũng chỉ dựa trên tiêu chuẩn của bạn đời cũ của tôi thôi mà. Tôi mặc kệ. Tóm lại nó thấp hơn tiêu chuẩn của bạn đời tôi đều không nhận. Cháu cũng chung thủy gớm. Cái mục chân không được lớn hơn size 38, tôi còn không được nữa mà. Cái lão già này cũng khó hầu hạ thật. Anh là bạn đời đi trước hay là ly hôn? Bạn đời đi trước. Ổn đó. Sao vậy? Anh đừng có hiểu lầm ý tôi thấy chỉ cần anh không phải ly hôn là tốt rồi. Trong lòng của tôi cứ cảm giác đàn ông từng ly hôn, tính của họ rất là khó tiếp xúc. Người bạn đời của tôi nằm trên giường bệnh rất nhiều năm. Tôi cũng hầu hạ bảy rất nhiều năm. Kết quả vẫn không thể giữ bảy lại cho tôi. Bà thấy có tiếc hay không? Thế thì anh cũng trọng tình cảm thật. Như vậy sẽ càng để lại ấn tượng tốt trong lòng của tôi. Tôi thấy anh rất yêu vợ cũ của mình. Nếu không đi tìm bạn đời thì anh cũng đã không kén chọn đến như vậy. Đúng rồi đúng rồi. Con người chung sống với nhau lâu rồi là phải có tình cảm chứ. Một khi con người đã có tình cảm với nhau là sẽ rất khó quên. Bà nhà của tôi yêu thích thơ ca, còn tôi thích đọc sách, thích học tập, thích đọc báo. Thế là hai người có tiếng nói chung với nhau thôi. Tôi hiểu mà. Tôi rất hiểu.
Trong lòng của anh vẫn còn mãi. Thế thì anh đi tìm tôi làm gì? Cô xem, người sống trên đời là phải biết nhìn về phía trước. Đây cũng là tâm nguyện của bạn đời tôi. Tôi phải về rồi. Gia đình của tôi cũng khá nhiều việc, thời gian gấp gáp lắm. Hôm nay nói chuyện với anh rất vui. Cảm ơn sự chân thành của anh. Tạm biệt. Khoan đã. Cái gì vậy? Nè, Chúng ta còn có thể gặp lại nhau nữa hay không? Sao lại không thể chứ? Được mà. Thời gian của tôi hơi gấp một chút. Thế này đi, anh liên hệ với quản lý của tôi, của trung tâm mai mối đó. Chúng ta hẹn lần sau. Đủ rồi đấy. Ông ăn bao nhiêu rồi? Ăn từ từ thôi. Xem mắt ngốn thể lực đến thế hay sao? Cơm của nhà ăn chúng ta ngon mà. Nếu tôi mà kết hôn, chuyển đi, thì sau này không được ăn món ở đây nữa rồi. Sao rồi? Ông nói như vậy là thành công rồi hay sao? Chàng có tình, thiếp có ý. Có cửa. Đó là mèo mù vớ được chuột chết. Chát chúa quá, gan ăn tức ở. Ông gọi là tiểu nhân đắc chí. Cứ ăn thông thả đi. Ông Hầu à, cháu Tiểu Trương đây ạ. Cháu hẹn giúp ông rồi. Chiều mai bà tôi có thời gian ạ. Ông xem có tiện hay không? Dạ được. Dân, vậy thì quyết định như vậy nha ông. Chúng ta rất thích hợp với nhau. Cô xem. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Nào, đi vào. Làm gì vậy? Tam Sản à, cháu xem bộ đồ ông mặc giàu khí chất hay không? Dạ có à. Đừng, còn chưa nói hết câu. Có phải là cháu thấy thiếu gì nữa hay không? Thiếu cái gì nữa? Thiếu cái gì ta? Nước. Ông thấy nước qua nam giới của cháu rất là hợp với ông luôn đó. Không phải chứ. Ông định làm gì nữa vậy? Nào là nước qua, nào là quần áo mới. Tìm được ý trung nhân rồi. Hôm nay tỏ tình nè. Ông cũng giỏi quá ha. Người khác giới thiệu hay là ông tự tìm? Tam Sản à, ông nói cho cháu nghe. Người này không có ở trong viện chúng ta. Cháu không biết đâu. Bài học lần trước ông ghi nhớ rồi. Lần này ông đã tìm hẳn trung tâm chuyên nghiệp. Tìm người giữa khắp trời đất bao la này. Không gây rắc rối cho mọi người nữa đâu. Công tác bảo mật của ông làm tốt phết vậy. Im hơi lặng tiếng suốt bấy lâu. Vậy thì ông đã gặp người nhà của Bảy chưa? Ấn tượng về ông thế nào hả? Ông phải để ý cái này chứ. Mặc dù cuộc sống là của hai người, nhưng mà lời chúc phúc của con cái cũng rất là quan trọng. Nhà của Bảy thì ông chưa đến lần nào hết. Chưa gặp con gái lần nào. Tại sao vậy? Ông ngại hả? Không phải. Ông hỏi Bảy rồi, xem nhà Bảy ở đâu. Bảy không nói, sau đó thì nói sang chuyện khác, quên bẵng chuyện này luôn. Ông chưa biết gì về người ta. Đã đòi tỏ tình rồi. Ông đơn phương đa tình rồi. Không phải đâu. Bảy tốt với ông lắm. Chuyện gì cũng chịu ý ông hết. Bảy. Thôi được rồi, được rồi. Cháu đừng có lo cho ông nữa. Cháu mau đi lấy nước qua cho ông đi. Ông nói thêm một chút nữa. Chưa nghe đủ. Nghe cái gì mà nghe. Mau đi giày vô. Mau đi giày vào. Nhanh lên. Lấy nước qua đi. Nhanh lên. Nhanh lên giùm ông đi. Bồi ít sương qua là được rồi.
Tôi nói với cô chuyện này nha. Anh nghĩ tôi có thời gian hay sao? Có thể là ông Hầu bị lừa rồi đó. Ông ấy nhờ trung tâm mai mối tìm cho một đối tượng gặp nhau mấy lần rồi. Nhưng mà tôi nghe qua cảm giác giống như lừa đảo vậy đó. Hay là chiều nay tôi đi xem thế nào. Tôi phát hiện việc Đức Đục thả câu trong giờ làm đã không đáp ứng được anh nữa rồi, bắt đầu xin nghỉ phép. Không phải đâu, đây là công việc mà, gọi nhiều món thế này hơi lãng phí đó, ăn không hết đâu. Không có sao đâu, đầu bếp lớn ở nhà hàng này là anh em lâu năm của tôi, tay nghề tốt lắm. Cô cứ thử đi, không có sao. Được rồi, được rồi, cứ thử đi. Ngon đấy. Cô ơi, ăn mà còn tặng quà nữa hả? Dân, ông Hầu là bề trên của cháu, cũng từng kể về cô với cháu. Nói gặp được cô là duyên phận, đây là chút tấm lòng của nhà hàng cháu. Cô cứ nhận đi. Cảm ơn cậu nha, anh khách sáo với tôi quá. Cô chờ tôi một chút. Hay thật. Ông Hầu à, nào là mời ăn, nào là tặng hoa, đây là ý gì vậy? Em Tô, xem mắt thì tôi cũng từng xem một vài người, nhưng em thập toàn thập mỹ là bạn đời lý tưởng của tôi. Hôm nay ở nơi đây, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, tôi xin được chính thức cầu hôn em. Hay quá, hay quá đi. Hay, hay lắm. Cưới đi, cưới đi, cưới đi, cưới đi. Được rồi, đừng có chụp nữa, đừng chụp nữa mà. Đừng chụp nữa, cất cái điện thoại đi được không? Ông Hầu à, anh làm thế này khiến cho tôi bị động quá. Anh bày cái trò ra bất chợt như vậy khiến cho tôi chẳng có chuẩn bị tâm lý gì hết. Anh đã bàn trước với tôi chưa? Anh có coi tôi là phụ nữ hay không vậy? Chơi cái trò gì không biết nữa. Không phải, cô à,